Hồng Nhung xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Blog Tâm sự. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu rầm rộ từ khoảng giữa năm 2015, không còn là đặc quyền của các cô nàng. Nghề trai bao từ bao giờ cũng đã trở thành một nghề kiếm cơm rủng rỉnh của một bộ phận đàn ông trai tráng. Nhiều anh chàng còn cho đó là công việc thú vị với đồng lương hấp dẫn. Đối với những trai gọi cao cấp thì thường up ảnh và giao hàng trên mạng hoặc lui tới các vũ trường. Tại đây thì họ sẽ đánh tiếng với đối tượng bằng mắt. Bạo hơn là va chạm cơ thể, và khi chúng mồi thì đối tượng sẽ tự động ngã giá và lên tàu. Đột nhập thế giới ngầm của trai gọi Tây Đen chính là ký sự phơi bày toàn cảnh những góc tối về thế giới ngầm này. Kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây. Năm 2015 ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, có nhiều chợ tình đội lốt trang web hoạt động rất kín đáo, vốn là chốn giao du tâm sự của nhiều phi công trẻ với máy bay bà già. Khách hàng của các trai gọi cao cấp này thường là các quý bà, quý ông lắm tiền, nhưng cô đơn hoặc không thỏa mãn trong chuyện tình cảm. Bên cạnh đó, hàng loạt các khách sạn, karaoke cũng giăng biển 100% hot boy phục vụ để câu khách. Ở đây ngoài tiền thuê khách sạn, ai có nhu cầu về trai gọi sẽ được đưa cho một danh sách để chọn lựa. Ngay sau đó, anh chàng được chọn sẽ được điều tới chỉ trong chớp mắt. Khác với những hình ảnh hào nhoáng khi giao hàng trên mạng, những trai gọi thất thế hoặc ế khách phải ra đứng đường cũng chịu chung cảnh. Bon chen, mời mọc khách đến gãy lưỡi và phải thủ sẵn chiêu trò cho mình nếu không muốn đói dài. Trên đường Phạm Văn Chí, thành phố Hồ Chí Minh, luôn có không dưới chục chàng trai gọi bước xuống lề đường săn đón với lời quảng cáo mời mọc. Em khỏe giá rẻ này anh, rồi chọn em đảm bảo vui vẻ suốt đêm. Có chàng còn ưỡn người khoe, hàng em ok lắm, anh yên tâm. Từng đường mệnh danh là thiên đường của dân gay, đoạn đường từ Thảo Cầm Viên đến Nguyễn Hữu Cảnh là chỗ hò hẹn của dân đồng tính nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây quy tụ rất nhiều thanh niên sống bằng nghề trai bao, chuyên phục vụ cho các thượng đế lệch lạc về giới tính. Dù trời đã về khuya, khu phố Tây Phạm Ngũ Lão Bùi Viện, khu vực gần công viên 23 tháng 9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn dập dìu bóng người qua lại. Cách đó không xa trong công viên, có một nhóm Tây Ba Lô đến từ châu Phi đang tụ tập, đứng chào mời và đợi khách. Theo những trai bao Tây Đen này thì đa số khách quen của họ đều là những quý bà độc thân, ngấy của nội, xính của ngoại. 21 giờ đêm, khu phố Tây Phạm Ngũ Lão gần đó đã lên đèn rực rỡ. Tuy nhiên, một góc công viên 23 tháng 9, đoạn tiếp giáp với đường Phạm Ngũ Lão, vẫn tối thui. Ánh đèn đường không lọt tới. Khi chúng tôi đến đây thấy có hai nhóm gồm 7 người đều là thanh niên da đen gốc Phi từ 20 đến 30 tuổi đang ngồi tán gẫu. Phút chốc, có một quý bà đi xe tay ga tấp vào lề đường. Một gã trai tách nhóm tiến đến. Họ nói với nhau đôi ba câu gì đó. Ngay lập tức gã trai leo lên xe rồi vụt mất. Ông Hồ Nhất V, 54 tuổi, có thâm niên hành nghề xe ôm ở khu công viên trên gần 10 năm nay xác nhận. Đó là mấy gã thanh niên gốc Phi đang hành nghề bán dâm cho các bà và những người đồng tính. Ông V cũng cho biết, hàng đêm hành nghề ở đây, ông chứng kiến rất nhiều cảnh các quý bà đến mua dâm các gã trai ngoại quốc. Ở công viên 23 tháng 9 này có trên 10 thanh niên gốc Phi hành nghề mỗi đêm. Với mức đi khách khá rẻ từ 15 đến 20 đô la một lần, còn quý bà mua dâm thường đến đây bắt khách từ 21 giờ đêm đến tầm 1-2 giờ sáng. Thường từ hơn 40 tuổi, thậm chí có người trên 60 tuổi. Theo sự hướng dẫn của ông V, chúng tôi ngồi phục kích bên đường Phạm Ngũ Lão. Chỉ 10 phút sau, một quý bà tầm 45 tuổi đi xe tay ga, ăn vận khá sang trọng, son phấn lẻ loẹt tấp đến. Cạnh đó, nhóm ba thanh niên gốc Phi đang trò chuyện rôm rả, bỗng im bặt. Một kẻ tách nhóm đến đứng trước đầu xe quý bà. Tuy nhiên, quý bà này lập tức lắc đầu, chỉ vào một trong hai gã trai đang ngồi phía trong. Gã thanh niên gốc Phi vừa đi bộ ra, như hiểu ý là không được chọn nên thất thểu quay lại, nhường khách cho đồng nghiệp. Người đồng nghiệp của anh ta tiến đến gần quý bà. Họ trò chuyện mà chúng tôi nghe rõ được với nội dung đại ý rằng: quý bà hỏi giá bao nhiêu? Anh ta nói 30 đô la sẽ có hai người. Tuy nhiên quý bà nói chỉ cần một người. Anh ta nói chắc 20 đô la. Lập tức bà này buông tiếng ok. Gã thanh niên gốc Phi leo lên xe, rồi quý bà phóng vọt đi. Chúng tôi đeo bám theo thì phát hiện hai người họ đi vào khách sạn ở trên đường Cống Quỳnh, cách đó chỉ vài con phố ngắn. Một giờ sau, khi chúng tôi còn phục kích ở công viên 23 tháng 9, thì thấy gã thanh niên gốc Phi quay lại với vẻ mặt bơ phờ tiếp tục chờ đi khách.
Thành Nguyễn Văn Hát, nhân viên một khách sạn lớn đối diện công viên 23 tháng 9, thì quý bà mua dâm trai gốc Phi ở công viên này khá nhiều, không dưới 10 người một đêm. Hầu hết những thanh niên gốc Phi hành nghề ở công viên 23 tháng 9 là những người nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch để tìm kiếm cơ hội thành ngôi sao sân cỏ với thể lực dồi dào. Thế nhưng cuộc chơi không như họ mong muốn. Ban đầu khi bị các câu lạc bộ bóng đá không tiếp nhận sau vài tháng thử việc, họ sống bám vào các đồng nghiệp đi trước. Tuy nhiên được một thời gian chính các đồng hương cũng buông nên họ lang thang ra công viên 23 tháng 9 để kiếm sống bằng nghề bán vốn tự có. Có trường hợp các gã trai này quá hạn thị thực, lưu trú nhưng vẫn lén lút ở lại Việt Nam để hành nghề một cách bất hợp pháp. Ông V còn kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện mà ông chứng kiến, những thú quái đản của các quý bà. Ông kể, cách đây chưa đầy 3 tuần, trong khi đang chờ bắt khách như thường ngày, một bà tầm 50 tuổi đi xe máy đến tấp sát ông trình bày, muốn vui với những gã gốc Phi đang túm tụm buôn chuyện gần đó. Khổ nỗi là bà không biết tí gì về ngoại ngữ. Thế là nhờ ông V với vốn tiếng Bùi học được trong gần chục năm hành nghề ở phố Tây làm thông dịch viên bất đắc dĩ. Điều làm ông V nhớ mãi, quý bà nhờ ông thông báo cần hai gã trai đi vui vẻ phục vụ một mình bà. Hai gã ra giá 45 đô la, ông chuyển lời lại thì bà này đồng ý lập tức. Sau đó bà chở một gã, còn nhờ ông chở một gã đến ngay khách sạn nằm ở đường Bùi Viện cách đó một con phố. Lần đó ông được trả công 100.000 đồng. Ông V cũng kể, rất nhiều trường hợp là người đồng tính nam tìm đến đây mua vui mà lượng quý bà cũng không ít. 2 giờ sáng khi chúng tôi còn lang thang ở công viên 23 tháng 9, thi thoảng cũng chứng kiến quý bà tầm 40-50 tuổi đi xe tay ga đắt tiền tấp vào có dấu hiệu đã uống rượu bia hay vui chơi ở nơi khác rồi mới đến đây. Sau vài câu xã giao, quý bà chở gã trai mất hút vào con phố Tây đông đúc gần đó. Còn ở Hà Nội, khu vực Hồ Thiền Quang, Phạm Văn Đồng, cứ tầm 10 giờ đêm bắt đầu xuất hiện những anh chàng lượn lờ với ý định bắt khách. Nhiều khi những chàng trai chỉ đỗ xuống gọi điện thoại cũng bị nhầm là trai gọi và gã gẫm, khiến họ được fan xanh mắt vì sợ hãi. Thời đại công nghệ, thông tin lên ngôi với sự bùng nổ của mạng xã hội, không gì là không thể, kể cả mua bán dâm. Hiện nay nhiều nhóm hội trên Facebook với cái tên gây sốc như hội trai bao ngang nhiên hoạt động, chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm. Cũng là nơi các thành viên đăng thông tin cá nhân, số điện thoại liên lạc và mua bán dâm. Ngoài những cuộc giao dịch thông qua website và Facebook, còn có hàng quảng cáo kèm theo. Thuốc kích dục là sản phẩm được giới thiệu nhiều nhất. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi mua bán dâm, song những hành vi giao dịch trên chỉ được quy kết tội khi bị bắt tại trận. Vì vậy, hoạt động mua bán dâm online vẫn nghiễm nhiên hoạt động và thu hút hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn thượng đế, cũng như các dịch vụ viên. Quý vị và các bạn thân mến, nghề trai bao tưởng chừng nhàn hạ, vừa được hưởng lại vừa có tiền. Có lẽ vì suy nghĩ lệch lạc này mà nhiều thanh niên trẻ đã dấn thân vào con đường bán trôi nuôi miệng. Tuy nhiên thì đời trai bao cũng lắm tủi nhục và cay đắng. Nhiều khi vạn khách, các trai bao cũng phải đánh nhau, giành giật từng miếng cơm manh áo. Nhiều người tâm sự sau khi quá ghê sợ và đau đớn với những kiểu làm tình kỳ quái của những vị khách hàng đồng tính. Có kẻ thì bị khách hàng ghen tuông, đánh đập. Có kẻ thì sau khi chăn gối quá lâu với người đồng tính đã hoang mang, không hiểu giới tính thật của mình là cái gì. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.